Xin chào quý vị khán giả, tôi là Hải Triều, phóng viên Truyền hình Việt Nam tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Xin phép tạm dừng những nội dung cập nhật đến quý vị thông tin về vụ cháy tại trên đường Nguyễn Khoa Thủ Khoa Huân, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Và như quý vị thấy ở phía sau lưng tôi, đó chính là hiện trường của vụ cháy trên đường Thủ Khoa Huân, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay thời điểm này đây thì khói vẫn còn bốc lên rất là nghi ngút tại khu vực này. Thế nhưng mà thời điểm này thì khói đã chuyển sang màu trắng rồi, chứ không phải là màu đen nghịch như mới bắt đầu xảy ra vụ cháy vào lúc 9 giờ 30 sáng ngày hôm nay. Thông tin ban đầu chúng tôi có được đó chính là cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa đến 12 xe chữa cháy đến hiện trường, và cùng với đó là hàng trăm cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đang tích cực để mà có thể là dập lửa bên trong hiện trường của vụ việc ngày hôm nay. Khó có thể tiếp cận được hiện trường, thế nhưng mà đứng từ phía đây chúng tôi thấy là các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực để làm sao mà đưa nước vào bên trong càng nhiều càng tốt để hạn chế đám cháy, cũng như là nhanh chóng dập tắt đám cháy này trong thời gian sớm nhất. Và ghi nhận đến thời điểm này cũng đã hơn 2 tiếng, gần 3 tiếng đồng hồ trôi qua rồi, thế nhưng mà các cán bộ chiến sĩ cho biết và ngọn lửa vẫn đang còn cháy ở bên trong. Theo thông tin ban đầu thì đây là một khu vực, trước đây là khu vực phức hợp ăn uống, nhưng sau đó đã chuyển công năng thành một quán bar ngay tại trung tâm quận nhất. Sau đó thì quán bar này thì do là không đảm bảo về quy định phòng cháy chữa cháy, thành ra là đã tạm dừng hoạt động trong một thời gian, và đến trong buổi sáng ngày hôm nay thì đã xảy ra cháy. Và nguyên nhân có thể là do chập điện theo như những thông tin mà nhân chứng cũng như là những cái thông tin đầu tiên mà chúng tôi ghi nhận được. Và ngay lúc này đây thì anh Nguyễn Tuấn Cường đang có mặt tại khu vực hiện trường cùng với chúng tôi, là người có thể nói là những người đầu tiên mà có thể gọi là phát hiện được đám cháy và quan sát được đám cháy ngay từ đầu. Anh có thể cho biết là ngay lúc mà nghe được tín hiệu truy hô cháy thì lúc đó thì hiện trường như thế nào ạ? Quả hoạn hết á. Chạy toán loạn hết luôn, khói mịt mù hết rồi, ngợp lắm cho nên phải chạy lên đây hết. Lúc mà xảy ra cháy thì bên trong cái khu vực này thì có người không anh ha? Em nghe mấy người dân nói là có 3-4 người thợ, ổng đang sửa chữa đó. Rồi nghe cái đùng thì em chỉ biết em ra thì em thấy có xe của phường xuống thôi. Rồi tầm 20 phút sau là bắt đầu xe chữa cháy và bắt đầu điều xuống là xịt chữa cháy thôi. Lúc đó thì bà con của mình có chữa cháy bằng những cái bình cháy xách tay thông dụng không anh ha? Lúc đó là người ta chỉ quán lạng không rồi, khói nó nhiều quá, khói nó hết gần hết một đoạn đường rồi, cho nên ai cũng đen mù mịt hết, không có thấy đường nữa. Lúc đó mình nhìn ra mình tưởng cháy trong hẻm thôi, mà sau này chạy lên đây mới biết là cái lớp này nó bị. Vâng, cảm ơn những thông tin của anh về hiện trường của vụ cháy này. Cảm ơn anh một lần nữa. Thưa quý vị, thông tin mà chúng tôi mới nhận được đó chính là diện tích cháy là 300m² trên tổng số là 800m² của mặt bằng của khu vực này. Và lúc này đã gần 12 giờ trưa rồi. Và như quý vị thấy thì các chiến sĩ cán bộ phòng cháy chữa cháy vẫn đang tích cực để làm sao có thể dập tắt đám cháy trong thời gian sớm nhất và có thể là đảm bảo được an toàn không cháy lan sang những nhà dân ở xung quanh và những khu vực xung quanh. Thưa quý vị, đó là những thông tin hiện trường vụ cháy ngay tại thời điểm này đây mà chúng tôi có được tại khu vực đường Thủ Khoa Huân, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Và ngay khi mà chúng tôi có được những thông tin mới nhất về vụ hỏa hoạn này thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật trong các bản tin tiếp theo trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Tôi là Hải Triều, phóng viên Truyền hình Việt Nam tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, đưa tin trực tiếp từ vụ cháy tại đường Thủ Khoa Huân, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.